Hello, xin chào toàn lọc nhá. Xúc cập nhanh nghe là 4.0 online 0886992345. Hôm nay làm ra clip này để giới thiệu cho mọi người về cái mẫu sản phẩm camera ngụy trang chiếc đồng hồ treo tường nhé. Đó, và điểm đặc biệt của chiếc đồng hồ treo tường này thì được đơn vị nhà mình gắn một chiếc camera mắt lồi vào nhé. Mắt lồi này giúp bạn thể là quay một cái góc quay rất rộng 170 độ bạn nhé. Đây, mắt camera đây. Và chức năng của chiếc camera ngụy trang chiếc đồng hồ treo tường này là có thể xem được trực tiếp vào trên điện thoại với chất lượng ảnh là full 4K sắc nét. Đó, thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về cái mẫu sản phẩm camera ngụy trang đồng hồ treo tường này, cũng có nhu cầu là cần độ chế camera vào trong những cái đồ vật đồ dùng ở trong gia đình của các bạn để giúp bạn có thể là giám sát nhà cửa này, quản lý con cái học hành này, cũng như là giám sát xem người giúp việc của nhà bạn xem là làm những việc gì, là các bạn muốn giám sát xem vợ các bạn, ngôi chồng các bạn có dẫn bồ bịch về nhà ngoại tình hay không, thì các bạn có thể là tham khảo cái mẫu sản phẩm camera ngụy trang chiếc đồng hồ treo tường này bạn nhé, rất là kín đáo. Đó, thì khi mà các bạn mua hàng thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Việt do đơn vị nhà mình là tự soạn thảo ra. Thì ở trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng này nó sẽ có chi tiết rồi. Đó, bước đầu tiên là bạn sẽ tải cho mình cái ứng dụng là lắp cam vào điện thoại này. Tiếp theo là bạn sẽ khởi động camera lên, kết nối wifi của camera phát ra. Có chữ G là có chữ F đằng trước nhé. Tiếp theo là bạn sẽ vào trong cái ứng dụng là lắp cam này, các bạn hãy chọn vào mục là cancel để xem nhé. Đó, cũng như bên này sẽ là hướng dẫn cho mọi người cách các bạn có thể là kết nối xem trực tiếp từ xa như nào. Đó, cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách xem lại những đoạn video mà các bạn đã lưu vào trong thẻ nhớ như nào. Ở trong này có rất là chi tiết rồi nhá. Thì về các bạn chỉ cần làm theo từng bước trong này là có thể sử dụng ok. Đó, thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số nút chức năng ở trên chiếc camera ngụy trang chiếc đồng hồ treo tường này. Và sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết nhé. Đó, thì đây là phần mắt camera nhé. Mắt camera siêu nhỏ này, mắt camera lồi. Đó, và đằng sau camera đây thì cái mẫu này thì mình đã chế cho bạn là có nguồn trực tiếp nhé. Đây, đây là có nguồn điện trực tiếp, và đây có cả có pin luôn, là khi mà các bạn không cần cắm nguồn trực tiếp là vẫn có pin bên trong, còn khi mà các bạn muốn đấu điện trực tiếp thì nó sẽ là vừa sạc vừa quay. Đó, và đây sẽ là cái phần của camera, mắt camera đây nhá. Đó, đây sẽ là cái chỗ cắm thẻ nhớ mình đã gắn sẵn cho bạn rồi. Đây sẽ là cái nút reset này. Đó, còn bên cạnh đây sẽ là cái nút công tắc bật mở nhá. Đó, mình sẽ bật công tắc sang on này. Đó, thì khi mà mình bật công tắc sang on thì thiết bị sẽ sáng đèn màu bên trong như này, là camera đang hoạt động nhé. Đó, tiếp theo thì để sử dụng chiếc camera ngụy trang chiếc đồng hồ treo tường này thì các bạn sẽ cần tải cho mình một ứng dụng về điện thoại nhé. Các bạn sẽ tải cho mình ứng dụng về điện thoại là ứng dụng lock cam. Đó, ứng dụng lock cam thì bạn nào đang sử dụng điện thoại là iPhone thì các bạn sẽ vào cửa hàng App Store để tải, các bạn nào sử dụng điện thoại là Samsung, Oppo và Vivo thì các bạn sẽ vào cửa hàng Shop Play để tải nhé. Thì ở đây mình đã tải sẵn ứng dụng là lock cam về điện thoại rồi. Tiếp theo bạn ấy chọn vào mục là cài đặt của điện thoại này. Tiếp theo bạn ấy chọn vào mục là Wi-Fi. Thì các bạn sẽ thấy cái camera ngụy trang trước đồng hồ treo tường này sẽ phát cho các bạn một cái mã Wi-Fi là có chữ F và có chữ G đằng trước, một vài số và một vài chữ là không có mật khẩu nhá. Thì bạn sẽ kết Wi-Fi đó vào. Đó, bắt đầu một chút, bạn đã kết nối xong thì sẽ hiện dấu tích cho mình nhé. À, bắt đầu một chút này. Đó, mà khi mà các bạn đã kết nối xong thì các bạn chỉ cần vào trong cái ứng dụng là lock cam này. Này, các bạn đi chọn vào mục là cancel cho mình nhé. Thì khi mà các bạn chọn vào mục là cancel xong thì trên màn sẽ hiện chữ là đi vào online màu xanh như này. Thì để xem được thì các bạn sẽ kích vào chữ online. Đây, mình sẽ quay cam lần trước các bạn xem nhé. À, mẫu này thì góc cam lồi nên là góc quay nó rất là rộng nhé. Đây. Đó, đây mình sẽ chọn là một cancel để xem nhé. Đây, các bạn sẽ thấy góc quay nó lồi nhá, góc quay nó rất là rộng, nó bị lõm ở giữa. Đó, bao quát cả phòng luôn. Đó, tiếp theo thì bây các bạn muốn bật tiếng để nghe thu âm xung quanh thì các bạn hãy chọn mình loa này. Alo lô. Alo lô. À, do cam và điện thoại của mình đang gần nhau nên là nó sẽ bị xung đột âm thanh và sẽ phát ra cái tiếng bảo âm như vậy. Còn khi mà các bạn đã ở xa kết nối xem trực tiếp từ xa rồi thì cái tiếng bảo âm như vậy nó sẽ mất đi nhé. Đó, tiếp theo thì bạn nào muốn chụp ảnh màn hình thì các bạn hãy chọn bằng máy chụp ảnh, đây sẽ là chụp ảnh màn hình này. Đây, cũng như bạn nào muốn lưu lại video này các bạn hãy chọn ở bên cạnh của máy chụp ảnh, đây sẽ là chế độ lưu lại video nhé. 3 giây, 4 giây, 5 giây. Đó, các bạn muốn lưu lại đoạn video này thì bạn chỉ cần kích một lần thôi là sẽ tự động lưu lại video vào trong cái ứng dụng là lắp cam. Tiếp theo thì hai tam giác này sẽ là đảo chiều nhảy sang trái sang phải này, cũng như đảo chiều lên trên xuống dưới. Đó, khi cam các bạn quay ở một góc mà nó bị ngược chiều nhảy thì các bạn sẽ dùng chức năng là đảo chiều. Còn khi mà nhảy bạn quay đã thuận chiều như này rồi thì các bạn cứ để nguyên như vậy thôi.
Đó, và tiếp theo thì chế độ mặt trời ở đây sẽ là giúp bạn có thể là chỉnh ánh sáng của nhà nhé. Bạn có thể là cho chỉnh ánh sáng cho cao lên này, cũng như bạn có thể là giảm chế độ ánh sáng đi, cho ánh sáng thấp đi. Đó, đây mình sẽ để chế độ ở rất cân bằng nhé. Nói chung là cũng tùy thuộc vào chỗ mà các bạn đang quay camera. Nếu mà chiếu ánh sáng thì bạn để cho chế độ ánh sáng nó cao lên, còn nếu mà thừa ánh sáng rồi thì bạn để giảm chế độ ánh sáng đi là được. Đó, bây giờ các bạn muốn tắt, các bạn muốn chỉnh màu thì các bạn hãy chọn hình quả cầu, là các bạn có thể chỉnh màu đậm này, hoặc là các bạn thể là chỉnh màu nhạt đi. Đó, đây mình sẽ để chế độ ở giữa nhé. Tiếp theo thì chế độ mặt trăng này sẽ là chế độ ban đêm nhé. Thì khi mà các bạn kích hoạt cái chế độ ban đêm này lên thì ảnh sẽ trở về đen trắng, và phạm vi mà các bạn quay ban đêm là được khoảng 10 mét ban đêm nhé. Đó, nó rất là xa. Và khi mà các bạn quay ban đêm thì mắt camera sẽ không bắt ánh sáng hết nhé. Hồng ngoại của nó là ngoại đen nhé. Nên là khi mà các bạn quay ban đêm thì cũng sợ bị phát hiện đâu. Đó, bây các bạn muốn tắt cho ban đêm đi thì bạn chỉ cần kích một lần đó thôi, là tự động hình ảnh sẽ trở về ban ngày và sẽ có màu như bình thường. Tiếp theo thì chế độ 1080 này sẽ là giúp bạn có thể là chọn cái độ phân giải của nhảnh ở đây. Thì độ phân giải của nhảnh tối đa thì sẽ là 4K, hoặc là các bạn muốn chế độ ở giữa thì sẽ là 2K nhé. Có nhiều khi mà mình chọn là 4K đi. Đó, thì khi mà mình chọn là 4K thì chất lượng ảnh rất là ok nhá. Đây, cam di chuyển từ đâu là ảnh sẽ từ đó bạn nhá. Nó sẽ rất là nét luôn. Đó. Đó thì giờ mình đã test cho mọi người cái chất lượng ảnh thực tế của chiếc camera ngụy trang trước đồng hồ treo tường, góc cam mắt lồi, góc quay 170 độ. Tiếp theo thì mình sẽ vào cái đặc trưng ở trong cái ứng dụng là lắp cam và sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái đặt cơ bản ở trong cái ứng dụng này. Các bạn hãy chọn vào mục là cài đặt nhé. Và tiếp theo bạn hãy chọn vào mục là device setting này. Đó thì đây sẽ là tổng quan tất cả những cái mục cài đặt ở trong cái ứng dụng. Đó thì mình sẽ hướng dẫn mọi người một số cái cơ bản thôi. Đó thì mục modify device password này sẽ là giúp bạn có thể là đổi mật khẩu của cam nhé. Thì mật khẩu mặc định của cam thì bạn sẽ nhập vào mục là password, ở đây sẽ là 123456 này. Đó, lưu password bạn sẽ nhập cái mật khẩu mới vào. Đó, sau đó confirm là các bạn sẽ nhập lại cái mật khẩu mới đó, cho bạn kích ok là sẽ đổi được mật khẩu của cam nhé. Tiếp theo sẽ là mục SDK setting này, sẽ là mục cho bạn sẽ là kích hoạt cái chế độ là tự động lưu video vào trong thẻ nhớ. Thì ở đây nó sẽ có mục là auto record nhé. Mục auto record này sẽ là một cái hình 24:24, là khi mà bạn kích hoạt cái chế độ lấy lên thì camera sẽ cứ quay hình 24:24 cho vào trong thẻ nhớ cho bạn thôi. À, còn khi mà các bạn kích hoạt mục là alarm record lên, alarm record sẽ là một cái hình khi có chuyển động nhé. Là chỉ cần có người di chuyển có mắt cam thì cam sẽ tự động ghi hình vào trong thẻ nhớ cho các bạn. Còn khi mà không có người di chuyển có mắt cam thì cam sẽ không lưu. Đó, tiếp theo sẽ là một video duration. Nhà bạn sẽ chọn cái độ dài của từng file video mà các bạn muốn lưu vào. Đó, ví dụ như khi mà mình chọn là 10 phút đi, thì các bạn giờ đủ 10 phút thì cam sẽ tự động lưu một đoạn video là 10 phút một file vào trong thẻ nhớ cho các bạn nhé. Cũng như khi mà các bạn kích hoạt bằng mục là 3 phút, 5 phút, 30 phút thì cũng tương tự vậy thôi. Cam sẽ tự động lưu video gần đó phút vào trong thẻ nhớ cho các bạn. Đó, total đây sẽ hiện cái dung lượng bộ nhớ ở cam này. Thì bây giờ mình đã gắn một chiếc thẻ nhớ là 32GB vào bên trong. Thì ở đây sẽ hiện cái dung lượng bộ nhớ là 29845MB nhé. Free space sẽ là dung lượng còn thừa bộ nhớ ở cam khi mà các bạn lưu video vào còn thừa bao nhiêu thì sẽ bên dưới này. Đó, format đây sẽ là giúp bạn có thể là xóa tất cả những dữ liệu đi để thẻ nhớ thành một thẻ nhớ trống. Thì các bạn đồng ý xóa thì bạn chọn vào mục là ok, mà các bạn không đồng ý xóa thì bạn chọn vào mục là cancel cho mình nhé. Tiếp theo sẽ là một wifi setting này. Thì trong một wifi setting này thì cái camera ngụy trang trước đồng hồ treo tường này nó sẽ tìm ra cho các bạn những wifi xung quanh để kết nối xem từ xa. Thì các bạn đang gắn chiếc cam ngụy trang đồng hồ treo tường này ở đâu thì cam sẽ tìm ra những wifi xung quanh ở đó. Và tiếp theo là bạn chỉ cần nhập cái mật khẩu wifi mà lời mà các bạn gắn chiếc camera ngụy trang đồng hồ treo tường này thôi là các bạn sẽ đi xa, bạn sẽ xem được hết nhé. Chỉ cần nơi bạn gắn chiếc camera ngụy trang đồng hồ treo tường này có wifi thôi là đi đâu cũng có thể xem được hết. Đó thì giờ mình đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết của chiếc camera ngụy trang chiếc đồng hồ treo tường. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera ngụy trang này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0886992345, các bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho các bạn. Video này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào lại mọi người ở những video clip sau.